Trước sự bùng phát của các biến thể phụ của Omicron làm gia tăng nhanh chóng số so ca mắc COVID-19, giới chức Trung Quốc đã quyết định đóng cửa chợ điện tử lớn nhất trên thế giới hiện tại quốc gia này và ngừng cung cấp dịch vụ tại 24 ga tàu điện ngầm để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát do phát hiện chính ca mắc COVID-19 mới. Thành phố Thâm Quyến, trung tâm mua sắm thiết bị công nghệ lớn nhất thế giới với 18 triệu dân, ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 có triệu chứng và 2 ca mắc không biểu hiện triệu chứng được phát hiện qua xét nghiệm định kỳ. Ngay lập tức, nhà chức trách tại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc thông báo tạm thời đóng cửa khu chợ bán thiết bị điện tử lớn nhất thế giới Hoa Cường Bắc và ngừng cung cấp dịch vụ tại 24 ga tàu điện ngầm để ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát. Cụ thể, ba tòa nhà chính trong khu chợ điện tử rộng lớn bao gồm hàng nghìn quầy bán thiết bị vi mạch, linh kiện điện thoại cũng như các phụ tùng khác cho các nhà sản xuất sẽ bị đóng cửa. Một số nhân viên làm việc tại khu chợ cho biết quản lý tòa nhà đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà. Ngoài ra, 24 ga tàu điện ngầm tại các quận Phúc Điện và La Hồ cũng tạm ngừng cung cấp dịch vụ. Toàn bộ cửa hàng trong khu vực phong tỏa phải đóng cửa trừ các doanh nghiệp thiết yếu như siêu thị, quán ăn hay hiệu thuốc. Các quán ăn chỉ được bán hàng mang về. Với thành tích kiềm chế thành công đợt bùng phát dịch COVID-19 vào hồi tháng 3 vừa qua, thâm quyến được coi là mô hình kiểu mẫu của chiến lược cân bằng giữa chính sách không COVID và phát triển kinh tế mà Trung Quốc đang theo đuổi. Dù vậy, các biện pháp mới được áp dụng bộc lộ thách thức với Trung Quốc trong hiện thực hóa hai mục tiêu trên. Là một lần nữa Trung Quốc và thế giới đang lo lắng liệu đợt dịch tại trung tâm kinh tế, trung tâm xuất nhập khẩu hàng đầu của thâm quyến có được khống chế nhanh? Liệu có ảnh hưởng mạnh đến chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu hay không? chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất tình hình khi có tin tức mới nhất